Đây là kiểu nhắn tin khiến người khác ngứa mắt. Em với một bạn nữ quen nhau mà bạn ý bảo không muốn nhắn tin với bắt đầu một mối quan hệ mà thi thoảng bạn ý vẫn nhắn tin cho em rồi lại không rep luôn. Em có nên bỏ không chị ạ? Bỏ đi, chị là chị ngứa mắt kiểu đấy lắm. Ở trước mình cũng có mấy cái người kiểu kiểu vậy với mình ấy. Tức là người ta nhắn tin cho mình nhưng mà buồn cười lắm, tức là ví dụ người ta hay rep story của mình xong rồi mình nhắn lại, xong rồi người ta xịt đéo nhắn nữa, hoặc là người ta sẽ luôn để cái chữ đã xem và luôn kiểu để câu chuyện nó cụt lủn ý. Thì lần một lần hai mình vẫn lịch sự mình rep lại, lần ba lần bốn vẫn lịch sự, nhưng mà hơi khó chịu cái lần năm mình đéo nữa. Mình kiểu đến một cái thời điểm mình cảm giác là kiểu người ta rất là thiếu tôn trọng mình luôn ấy. Tức là người ta nhắn tin mình vẫn trả lời, ít nhất thì câu chuyện nó vẫn đang tiếp tục thì nói nốt đi. Xong rồi đến khi nào mà cảm thấy là câu chuyện nó kết thúc rồi á thì xem không sao. Nhưng mà đằng đây nó lặp lại quá nhiều và nó luôn luôn là kiểu người ta rep story của mình xong mình trả lời xong tí luôn. Eo ơi khó chịu dã man luôn ý, cảm thấy kiểu mình không có thích người ta nhưng mà mình vẫn cảm thấy như thế nó vô duyên dã man ý. Nên là mình không thể chấp nhận được. Thế là lần sau nhắn tin mình trả lời nữa. Thế thôi. Không trả lời nữa. Cay lắm, block con mẹ nó luôn. Thì mình không trả lời nữa là được mà. Chứ cái kiểu ở đâu mà thiếu tôn trọng người khác. Ví dụ cái đã xem nó không có vấn đề gì, chỉ có người yêu của mình mà đã xem thì nó mới khó chịu thôi. Chứ còn những cái mối quan hệ bình thường á thì đã xem nó không sao cả. Nhưng mà cái câu chuyện mà nó đang dở và người ta mới nhắn cho mình một câu xong mình trả lời, xong người ta xem thì nó khó chịu nhá. Thì như thế là rất là khó chịu luôn ấy. Hay kiểu mấy bạn rep mà còn bực hơn á, còn tùy vào cái thái độ của cái người của cái đối phương nữa. Có những cái kiểu thái độ rất là khó chịu ấy, mình sẽ không thể nào mình chấp nhận được. Rất là vô duyên ấy, rất là kỳ ấy. Thiếu sự tinh tế và thiếu cái nói chung là buồn cười lắm. Cái kiểu mà cứ xem nó không trả lời ấy. Người ta cũng rep story của em xong em cũng rep lại cho lịch sự, thế mà họ xem xin á. Ừ đấy, mẹ cái giống loài đấy là cái giống mà rất là hãm luôn ấy. Block luôn không trả lời nữa. Rất là vô duyên. Cái khi mà câu chuyện nó kiểu ok các thứ hết rồi, nói xong chuyện rồi xong bắt đầu thế hẹn khi nào gặp nhau nhé, hay là ok thế mình đi làm đây hay gì đấy, thì lúc đấy mình xin ok chả vấn đề gì cả, chả ai đánh giá gì. Đằng đây mẹ cái nhắn nhiều quá sợ phiền á chị á. Người ta không thích em thì người ta sẽ thấy phiền, còn người ta thích em thì người ta sẽ không thấy phiền. Ví dụ như là các bạn nữ mà trong chuyện tình cảm ấy thì nhiều lúc kiểu khó tính khó nết hay là cọc cằn hay là gì đấy mà có kiểu tỏ vẻ như là khó chịu thì thực ra thì vẫn gì nhỉ, vẫn muốn các bạn nhắn tin cho thôi, chả qua là người ta không có thể hiện ra. Kể cả là có giống như kiểu cái câu mà em bỏ anh đi xanh không đứng lại ấy, thì tức là các bạn nữ mà có nếu mà vẫn còn yêu các bạn mà tỏ vẻ là không cần á, không cần các bạn nhắn tin hay là tỏ vẻ khó chịu rồi các bạn phiền phức thì thực ra là vẫn muốn nhắn tin. Còn hồi nào mà không muốn các bạn nhắn tin là lúc hết yêu rồi. Hết yêu rồi, còn các bạn nữ mà vẫn còn yêu thì kể cả là có dỗi hờn đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn muốn các bạn nhắn tin thôi, yên tâm tin mình đi mà. Nói dối đâu thề. Người ta không chủ động nhắn em là do em méo quan trọng đó. Không, kể cả là thể hiện cái sự phiền phức cũng thế. Emotional damage. Làm cách nào để quay lại với người yêu cũ? Xin tip quay lại với người yêu cũ á. Ôi ở đây chúng tôi không quay lại với người yêu cũ ấy bạn ơi. Nên là không có tip tiếp gì nhá. Nhá bạn nhá. Chủ động quay lại với người yêu cũ thì mình chưa bao giờ. Người yêu cũ nhắn tin xong rồi mình quay lại thì cũng có, nhưng mà đấy không phải là tiếp tục gì cả, tự người ta chủ động liên hệ với mình thôi. Tiếp thì có nhá, ngon đấy. Sau khi chia tay là cứ ngon lên, cứ tuyệt vời lên, thì cũng không biết được là đối phương có hối hận hay không. Đã vãi cả phần thì là nếu mà con gái mà kiểu tức là vốn dĩ cái lúc yêu nhau mình đã là một người rất là đáng trân trọng rồi á, và hai người cãi nhau vì những cái lý do vớ vẩn, những cái lý do mà thực sự nó cũng không có nghiêm trọng đến cái mức mà phải chia tay á. Đấy, xong rồi sau chia tay mình lại ngon đấy. Đa phần là người ta sẽ hối hận và người ta sẽ nhớ mình và người ta sẽ nhắn tin cho mình gì đấy. Thì lúc đấy là quyền quyết định là ở trong tay mình rồi. Thích quay lại thì quay lại thì thôi, bắt được cả. Chứ còn chủ động quay lại với người yêu cũ thì xin thưa bạn, mình chưa bao giờ làm điều đấy cả từ trước đến giờ. Từ cái hồi mà mình biết yêu đến bây giờ là mình chưa bao giờ chia tay ai mà mình nhắn tin bảo quay lại đi hay là mẹ khóc lóc quỳ lạy van xin là chưa bao giờ luôn ý. Kể cả mình có buồn đi chăng nữa thì có thể là cũng một phần là do mình cũng cái tôi của mình cũng cao, mình cũng si dởm. Thứ hai là đa phần là chia tay đều có lý do rất là rõ ràng rồi. Thì nếu mà quay lại thì mình biết là nó cũng chả tới đâu, mình cũng chả muốn quay lại. Được. Người yêu cũ có người yêu mới mà em muốn quay lại với người yêu cũ thì là như thế nào á? Kể cả trước kia em là người yêu cũ của nó, em là bố nó đi chăng nữa thì bây giờ kết thúc rồi, nó đã có người yêu mới rồi. Bây giờ mà em muốn quay lại á thì đừng dùng từ quay lại để bao biện cho việc là những cái ý xấu của mình. Đừng dùng cái từ quay lại để nhắc là mình với cả người ta từng yêu nhau.
bây giờ người ta có người yêu mới rồi, em nhảy vào thì em vẫn là người thứ ba, em vẫn là cái thằng mà đang muốn đập trộm cướp hoa thì thôi. Rõ ràng là như thế rồi. Chuyện nào qua rồi thì qua, mình không thể kiểu vì ngày xưa như thế xong rồi là giờ là mình có quyền mình nhảy vào chuyện tình cảm người ta đâu. Chẳng có liên quan gì cả. Ngày xưa em với cả nó từng mặn lòng như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ nó vẫn là của người khác rồi. Ở đây toàn người không có khái niệm quay lại với người yêu cũ á, có bạn với cả mình thôi. Chứ còn cái bọn ngồi đây hôm nay nó ngồi nó nói xấu người yêu cũ, nó ở đây nó kêu là chị ơi người yêu cũ em thế này thế kia. Mai nó vẫn quay lại bình thường nhưng mà mình còn lạ gì nữa. Gớm, nói mồm vậy thôi. Không có đủ kỷ luật, không có đủ gọi là bản lĩnh, không có đủ gọi là sao kiên định. Kiên định chứ, không có đủ kiên định đâu. Hôm nay thì nói như thế đấy. Lắm lúc kiểu ai hỏi là kiểu thế có ý định quay lại không là nhất mực là không. Quay lại cái gì điên nào, nó làm tao buồn nhiều như thế, tao quay lại cái gì? Xong Mai hỏi quay lại không? Có. Không đâu các bạn, không như các bạn nghĩ đâu. Cũng muốn quay lại với người yêu cũ nhưng còn chưa có người yêu cũ thì phải làm sao á? Thì bây giờ mình phải đi tán gái đi, mình phải có người yêu đi, xong rồi mình chia tay, xong rồi thành người yêu cũ, rồi lúc đấy mình quay lại thì mình mới có người yêu cũ để quay lại chứ. Lúc đấy hay đấy. Thế cũng hỏi nữa, bây giờ chưa có thì mình phải làm cho nó có đi chứ sao nữa. Hả? Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Hãy ở gần những người mang năng lượng tích cực. Áp lực mọi thứ nhưng mà vô lai chị tự nhiên cái vui lên đó. Trời ơi, các bạn hãy ở gần những người mà năng lượng của người ta tích cực ấy thì các bạn mới tích cực được. Mình là cái đứa mà mình có tự tiêu cực nha. Tức là thỉnh thoảng mình cũng bị tiêu cực và lây tiêu cực cho người khác. Nhưng mà mình là một cái đứa mà cảm xúc của mình mãnh liệt lắm, mạnh mẽ lắm. Kể cả buồn thì cũng rất là buồn, mà vui thì cũng rất là vui luôn ấy. Mà mình vui là mình vui gấp mấy lần người khác cơ. Kiểu mình ít khi ở trong cái trạng thái mình lắm. Là mình là vui, rất là vui. Ngày xưa là mình bị hưng trầm cảm. Cái hội chứng hưng trầm cảm tên của nó là cái gì ta? Hưng trầm cảm là cái gì? Tức là lúc mà mình vui thì mình rất là vui và mình rất là tăng động ấy, mà cái lúc mình buồn thì mình tiêu cực kinh khủng luôn. Mình suy nghĩ vô cùng là tiêu cực, thậm chí mình quên hết tất cả những cái tích cực của mình và mình và những cái mà mình đã biết đấy, mình nghĩ mọi thứ theo chiều hướng xấu. Không phải overthinking, mẹ các bạn bị. Mình không biết là các bạn có hiểu cái nghĩa của overthinking không, thằng nào bây giờ ai cũng overthinking luôn. Đúng vậy. Rối loạn lưỡng cực. Rối loạn lưỡng cực các bạn ạ, người ta gọi là rối loạn lưỡng cực. Thì thực ra rối loạn lưỡng cực nó chưa nguy hiểm cho đến khi mình làm cho nó nguy hiểm hơn. Thì cái hồi mà mình bị rối loạn lưỡng cực á là mình chỉ có thay đổi trạng thái cảm xúc thất thường thôi, cho đến khi một giai đoạn nó nặng hơn á thì là nó bắt đầu kiểu, tức là bình thường nhá, mình ví dụ như này chắc bạn hiểu dễ, là cái hồi đầu mà khi mà mình bắt đầu cái rối loạn lưỡng cực ấy là số lượng ngày vui và số lượng ngày buồn nó xem nhau, không có cái nào chênh lệch quá. Tức là lúc vui cũng rất vui, lúc buồn thì cũng rất là buồn. Đấy, và thời gian nó cũng xem nhau thôi chứ không có chênh lệch lắm. Thế nhưng mà khi mà nó kéo dài và nó nặng hơn rồi á, là cái giai đoạn buồn của mình á nó chiếm nhiều hơn. Ví dụ như là ngày xưa là 50-50, giờ là 70-30. Tức là cũng có ngày vui nhưng mà những cái ngày vui nó bắt đầu nó ngắn hơn và những ngày buồn nó kéo dài hơn. Và những cái lúc buồn á nó nặng hơn rất là nhiều. Ngày xưa buồn 7 phần thì bây giờ buồn 10 phần ấy, kiểu vậy. Tức là nó sẽ triệu chứng nó nặng hơn. Khi mà mình làm cho nó nặng hơn thì mình bắt đầu có vấn đề về tâm lý và nó kiểu khá là phức tạp ấy. Ngày xưa mình livestream các bạn ấy nhìn rõ lắm, hôm nào mình vui thì mình rất là tăng động, mà mình tăng động gấp nhiều lần so với bình thường luôn ấy. Mình cực kỳ là vui vẻ luôn, mà mình có thể nói liên thoáng liền 4 tiếng đồng hồ cũng không bao giờ biết mệt hết. Nhưng mà có những cái ngày buồn và ngày tiêu cực kiểu mình trong mặt mình mẹ như cái bánh bao chiều nhúng nước. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình cũng đỡ rồi đấy, mình cũng chả biết rồi, mình cũng chả để ý đến cái vấn đề đấy nữa. Thế làm sao chị vượt qua giai đoạn đấy á? Nó đã nặng hơn, nặng đến cái mức mà mình cảm giác là nguyên một tháng mình không có ngày vui vẻ, mà nó âm u hết cả một tháng luôn ấy. Nó cứ kéo dài như thế. Sau rồi mình đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng mà mình không có điều trị, bởi vì là điều trị tâm lý nó cần rất là nhiều tiền ấy. Thì thời điểm đấy mình cần tiền cho việc khác, không phải là mình không có tiền mà là mình cần tiền cho việc khác, nên là mình đã quyết định là không có giải quyết cái vấn đề đấy. Xong rồi mình gặp được một người giúp mình vui vẻ hơn, một người mà mình có thể kết nối được ấy, và mình có thể nói chuyện được với người ta. Trước đấy là mình không có nói chuyện được với ai cả. Cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà mình đăng rất là nhiều hình cái con cá voi 52HZ ấy. Bạn nào xem mình chắc đều biết rồi. Thì đấy là cái con cá voi 52HZ thì nó tượng, đối với mình là nó tượng trưng cho cái sự cô độc ấy. Và mình nghĩ là mọi người cũng thế. Nó tượng trưng cho sự cô độc, bởi vì con cá voi 52HZ là nó không có một ai có thể nghe được tần số của nó cả. Tức là nó cô độc như đại dương luôn. Lúc ấy mình cảm giác mình giống như nó ấy. Tức là mình không thể kết nối được với ai. Cho khi mà mình gặp được một người thì mình nói chuyện được, thì bắt đầu nói chuyện được nhiều hơn, và mình gỡ bỏ dần thôi, chả gì cả. Mặc dù sau này mình với cả người ta thì cũng kết thúc rồi, nhưng mà vẫn phải thừa nhận là người ta đã giúp mình vượt qua cái giai đoạn đấy. Và bây giờ thì mình thấy khá rất là nhiều rồi. Giờ ngày nào mình cũng vui. Không biết buồn, không biết buồn luôn mà. Trời ơi, mình không biết được, có thể là do cái giai đoạn này mình cảm thấy là tích cực, mình cũng không có gặp vấn đề gì sao. Hi.